bồ mày sa ra năng qua năng ê tê nó sắp cho quách chê nó hồ tu mày cha gia mình ra lần chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý bảo nên con phải làm nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật tí bệnh anh no sa khô tán là các bậc thinh văn đệ tử Phật tu hành chính chẳng y theo chẳng pháp u chu sa ra quá tô sa quá ca sanh khô tán là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành chính chẳng y theo thánh pháp nhà gia ba tí bạn nô pha ra quá tô sa quá ca sanh khô tán là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ sa mi chi ba tí ban no pha ra quá tô sa quá ca sanh khô tán là các bậc thinh văn đệ tử Phật các ngài đã tu theo phép giới định tuệ gia đi đăng chất ta ri mu ri sa yu ga ni tăng nếu đem đôi thì có bốn bậc tăng đà đạt đạo cùng quả tu đà quần tăng đà đạt đạo cùng quả tư đà hàm tăng đà đạt đạo cùng quả a na hàm tăng đà đạt đạo cùng quả a la hàm attha purisa buddhala tăng nếu đem chiếc thì có tám bậc tăng đà đạt đạo tu đà quần tăng đà đạt quả tu đà quần tăng đà đạt đạo tư đà hàm tăng đà đạt quả tư đà hàm tăng đà đạt đạo a na hàm tăng đà đạt quả a na hàm tăng đà đạt đạo a la hán tăng đà đạt quả a la hán e sa pha ra quá tô sa quá ca sanh khô chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật a hu na y vô các ngài đáng thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thí ở phương xa đem đến dân cúng cho những người có giới hạnh ba hu na y vô các ngài đáng thọ lãnh của tín thí mà họ để cho thân quyền cùng bờ quạng ở các nơi nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài đắc khi này vô các ngài đáng thọ lãnh của tín thí tinh lý nhân quả đem đến dân cúng anh cha li karani vô các ngài đáng chúng sanh lệ bái Anuttarang Punyakhetang Lokassa các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp Natthi me saranang anyang sangho me saranang warang etae nakkhawacche na ho tu me chayamang ra lặng chẳng có chi đáng cho con phải nương theo chỉ có đức tăng là quỷ báo nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Quận đà mi chê tí dân sắp bằng sắp bát thà nê su bát tích thi tăng xà ri ri ca thà tu ma ha bồ thình quận đà rô bằng sa ca lăng sa đà con xin thành kính làm lễ tất cả bảo tháp nộp xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời giải tỏ tường năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già thế nào tránh thoát lục qua cánh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tránh thoát tự sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quỷ mệnh ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta dầu cho tột sâu tạo ra tự mình. Theo ta như bận theo hình ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bề sát ta á quê ra hồn tu su khi ta hồn tu nít đúc kha hồn tu áp gia bạch cha hồn tu á ni kha hồn tu
Dikhayuka hontu aroga hontu sambhatte hi samut jantu sukhi attanang pariharantu dukkha patta janit dukkha payapatta janit phaya sukhapatta janit soka hontu sambhe vivanino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oán cãi lẫn nhau, hãy cho được sự vui. Đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng lượng, hãy cho được sống lâu. Đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, bây giờ xin đạo tràng cùng với con tác bạch để xin thọ trì quy giới ạ. U ca sa ma yang phàn tê vi sung vi sung Rakhanatha yati sarane na sang ha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Tu ti dầm bi ma dằn mạn tê quy sùng quy sùng Rakhanatha yati sarane na saha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, ta ti dầm bi ma dằn phàn tê quy sung Rakhanatha yati sarane na saha ban cha si la ni ya cha ma. Bạch quá đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và con xin dâng mít cho ngài Trí Đức để ngài truyền quy giới cho đạo tràng chúng con. Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Thầm Mai Nhã, Nam mô Sang Thầy Nhã. Chư thiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những Việt Nam mà chúng tôi không được rõ, chào phật tử nữ Mích Khema, xin chào chư Mích Ta, chư Giang Như Quang, chư Diễm Nguyễn và đạo hữu Châu Thị. Xin được thay mặt chư tăng truyền tâm quy của ngũ giới lên đạo tràng pháp hội. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Duttiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì, Duttiyam Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì, Duttiyam Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì, Tatiyam Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba, Tatiyam Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba, Tatiyam Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Tu ti dầm bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Lần thứ nhị,
Đu ti dầm bi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm bi sang hàng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bi bút thằng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm mi thăm mạng sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Ta ti dầm mi sang khăn sa ra nàng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy y tăng lần thứ ba. Thì sa thần nó cái hạt năng Phật vị phun năng pháp quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phàn tế dạ xin vâng. Bà na thi bà ta quê là mặt đi sẽ khó với năng thơ mạnh giao mi. Còn xin quay giữa điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đình nai đai nam quê là mặt đi sẽ khó với năng thơ mạnh giao mi. Còn xin quay giữa điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Cảm mê su mít cha cha ram quê là mặt đi sẽ khó với năng thơ mạnh giao mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mụ sa hoài đam quê là mặt đi sẽ khó với năng thơ mạnh giao mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sô ra mê ra mai chập vào mai đất hai nam quê là mặt đi sẽ khó với năng thơ mạnh giao mi. Còn xin quay về điều học là quy tránh xa sự dịu uống rượu và các chất say. Bà na ti bà ta quê ra ma ni sức khả bà đăng sa ma di ya mi. Con xin vân giữ điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đình na đa na quê ra ma ni sức khả bà đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mít cha cha ra quê ra ma ni sít kha ba đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mũ sa hoa đa quê ra ma ni sít kha ba đăng Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya mạch chấp ba ma đa tha na quê ra ma ni xích kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Thị mai ni bần cha sĩ ca bạc đá ni sa tu căng ca tua ngập ba mai đề na ni cha ca lăng samarat thị tập băng. Khi Phật tử sau khi tổ trì tâm quy vào ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải rất mong việc hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. A ma phàn tê dạ xin vâng. Sile na sugatin yanti, sile na pukasam badan, sile na niputin yanti tasman, silam uiso thaye. Các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng nhờ dự giới được giàu sang đầy đủ tài sản, cũng nhờ dự giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dự giới bởi các cái cho nên cho Phật tử phải đáng thọ trì giới luật cho được trong sạch đừng để lầm nhờ. Sa thủ sa thủ lành thai Uttamang ghê đá hoành đề hăng ba đá băng xâm
Qua lúc ta mang bút thể vô khá lý tổ đô so bút thô khá má tu tăng má mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần vì chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm nên Phật bảo cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Út ta mang ghê na hoành đề hằng thẩm mạnh cho đúng quy thần quá rằng thẩm mê vô khá lý thổ đô sô thẩm mô khá ma tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vui phạm nên pháp cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ô ta mang ghê na hoành đề hằng sang hành cha đô quy đốt ta mang sang lệ vô khai tổ đô sô sang hồ ca ma tu tăng ma mang. Con đem mặt lòng thành kính của đồ làm lễ hay bậc tăng bảo là phạm tăng và thầm tăng. Các tội lỗi mà con đã vui phạm nên tăng bảo cúi xin tăng bảo xa tội lỗi ấy cho con. Và con xin dâng mít nghe cho Ngài để Ngài chúc phúc cho đạo tràng. Ya ni tha pu ta ni samma ga ta ni pum ma ni va ya ni van ta le ke ta tha ga tang de va ma lo sa pu chi tang bu tang nam ma sa ma su va thi ho tu phạm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không hay đến lễ Đức Phật thì hiện độ chúng sinh được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường. Mong với hạnh lành này mọi loài được hạnh phúc. Ya ni tha pu ta ni samma ga ta ni pum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tang de va ma no sa pu chi tang tham bằng nam ma sa ma su va thi ho tu phạm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không hay đến lễ chánh pháp đạo chướng mê theo ngộ được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. Ni bu ta ni samma ga ta ni pum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tang de va ma no sa pu chi tang sang kang nam ma sa ma su va thi ho tu phạm ở cõi đời này có chư thiên tụ hội hoặc ngay trên địa cầu hoặc chính giữa hư không hay đến lễ chúng tăng tiếp Phật độ chúng sinh được chư thiên nhân loại đến lễ và cúng dường. Mong với sự thật này mọi loài được hạnh phúc. So atthalatho subito vrunaho bodhassa sanearo ho subito isaha sabbe nyati visa atthalatha subita vrunaha bodhassa sanearo ga subita ho isaha sabbe nyati visa atthalatha Sukhita Varunaha Bhuttasa Sane Aroga Sukhita Ho Thasaha Sabbe Nhà tiệc viên cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật Đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thủ lành thai A ca sát tha chất phun mát tha đê hoa nam ha Mất tí ca bốn nhân nô nô mô đành tu Chí răng rắc hành tu sa sa năng A ca sát tha chất phun mát tha đê hoa nam ha Mất tí ca bốn nhân nô nô mô đành tu Chí răng rắc hành tu nô ga lu A ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga mát thi ca bốn nhân nô anh ô mô đàn tu chí răng rắc thành tu nhà ta vô. A ca sát tha cha phum mát tha đê hoa na ga
Mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu bà ni nô a ca sát tha chắc không mất tha để qua na ra mất thi ca bốn nhân đồ anu mô đàn tu chi rằng rắc khăn tu nô sa đà. Chữ thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ tâm mọi điều, lắm vương thần lực có nhiều, đồng sinh quan hỷ phước đều, chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, nguyện thuộc cánh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thủ đạo màu, tu hành tinh tấn, ngọ hầu vô sanh. Văn kinh chí cú sa la cấm mang, kẹt tắc băng, Chí ri dặn ma ma ca dê na hoa cha ma na sa tí đa sê su ga tăng ca tăng dê sa ta san nhi nô a thi cha sa ta san nhi nô ca tăng quân nhã pha lăng mấy hàng sắp bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su quy đi tăng định năng Bùn nhã pha lăng ma già dê cha ta ta na cha nan ti đề qua gan toa ni quê đa dùm sập bê lô cầm hi dê sát ta chỉ quan ta ha ra hề tu cam năng ma nhuôn nhân phô cha năng sập bê ta phàn thu ma ma chê A sa tí phước căn con đã tạo thành do thân hồi tu hành do nên đều là phước báo vững bền có thể tiếp chung độ lên thiên đàng cung trời đáo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên vạn thiên cùng là bậc trời vô tượng được mà hưởng an phước con hồi hưởng dân ban chúng sanh hay biệt hoàn toàn lạnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chủng đến hầu mạch ngay có người làm phước được rải lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lạnh chung hưởng được quý ung dung thanh nhàn chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọ lầm Y đăng quá ta mê buôn nhăn a sa quát khá gia quá hăng hô tốt. Xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây. Hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con xin kính cảm ơn Ngài Trí Đức đã thay mặt Chư Tăng truyền tam quy và ngũ giới đạo tràng chúng con cũng cảm ơn tất cả quý vị trong đạo tràng đã cùng con thỉnh chư thiên lễ bái tam bảo và thọ trì quý giới ạ. Dạ bây giờ khỏi lẽ con xin dâng mít lại cho Ngài để Ngài dạy bài học hôm nay. Nam mô Bổn Thầy Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Trước tiên kính lễ Di Tôn Thiền Đức Tăng trong những linh niệm mà chúng tôi không được rõ. Xin chào cô tu nữ Khe Ma, cô tu nữ Phục Hạnh. Xin chào Sik Meta, Sik Như Quang, Sik Diệm Nguyễn, Sik Kim, Sik Nguyễn Hằng. Xin được hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt trong câu Phật ngôn 233. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép tán dương ân đức tam bảo. Tất tần át tế giá sơ quanh đà mị. Bồ thù ma hề si ả ra hằng tất thà gá tô lù. Bồ tạ mồ tơ pa gá lù hê chệt thất cổ lù. Cá sá sá thà chá nát đầm má phù quý đồ quanh đà má hành tầng ná ra phù. Trên này giá tầng. Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc kiến thức không đâu sánh bằng,
Pháp Ly thường nào trói chăng, tôi thường giáo chủ, trí năng vô lượng. Tư đế, Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân đường thoát trần. Con xin lễ lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng, nhân dân cúng dường. Tham mô bát đề bồ tát ta sa sa thu nô lô ca nô mình thá sa vi na ca lô cô sắp bần nhu vô thóc bát đề phù thi sân nhá tô quần đà ma hành tầng na ra phù. Cha này giác tầng pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng vẹt màng vô minh phá tan làm đặc chúng sinh để nhân Phật tổ quang minh rõ ràng. Con xin lễ lễ pháp quang đáng cho công chúng nhân gian cũng sang cô quý số thô chú các ta sẽ sao quá cô thích khả chú ta mô quá ra thầm mắt thích khả cô liền đà và sẵn sà đi an à đá rô quá rô quần đà mắt hành tầng đá ra phù. Trên này giác cần tăng bảo tinh văn Phật Đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần ta lệ thể pháp phàm nhân ai bị, con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Ta thành át tây tê chê nã xích khà mê ê tú vạ tha nàng ta xà vi à nú pa quê nã xa hạ xà dê nã xích tạch tú. Tổ xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Tha Gia. Phần tán dương ơn Đức Tam Bảo đã xong. Bây giờ chúng ta bước vào bài học ngày hôm nay, câu Phật ngôn 233. Mano Bako Bang Rak Hay Ya. Mano Bako Bang Rak Hay Ya. Mano Bako Bang Rak Hay Ya. Câu đầu tiên chúng ta có hai từ. Mano Bako Bang là một, Rak Hay Ya là hai. Nếu chúng ta chú ý câu Phật ngôn 231, 232 và 233, chúng ta chỉ khác có một từ thôi. Câu 231 ca dê ca giá nói về thân, 232 quá chi nói về khẩu, và câu 213 mắt nô nói về ý. Mắt nô bắt cô bằng với cái từ này thì chúng ta thấy chữ mắt nô đây là một danh từ trung tính, akaranta napum sakalinga okaranta chứ không phải là xin lỗi ha, okaranta pumlinga na napum sakalinga. Mano có nghĩa là tâm, hay là cái chỗ khác gọi là ý ha, bụng hay là dạ cũng là chữ này ha. Mano là tâm. Rồi chữ Bako Bang do cái từ Bako Ba. Bako Ba là một danh từ nam tính, akaranta pumlinga. Bako Ba là sự giận dữ, sự phẫn nộ. Vậy thì Mano Bako Bang ha. Bako Ba được theo đối cách số ít ha. Tức là đối kỳ giao với pháp tỷ có quá trình á. Cho nên Bako Ba biến thành Bako Bang. Mano Bako Bang là sự giận dữ của tâm. Sự giận dữ của tâm. Alo, Mano Bako Bang, sự giận dữ của tâm. Mano là tâm ấy, Bako Bang, Bako Ba, sự giận dữ, sự phẫn nộ, sự giận dữ của tâm. Rồi, từ cuối ha, rất hay giá. Rất hay giá. Đây là một động từ.
Động từ này có ý nghĩa như thế nào? Rất thì á, do cái động từ rất hợp tí là bảo vệ, phòng hộ. Vậy thì rất hay và động từ này cho chúng ta ý nghĩa nên phòng hộ, nên bảo vệ, nên phòng hộ, nên bảo vệ. Vậy thì câu đầu tiên này, Manu bắc cô bằng rất hay và nên phòng hộ sự phẫn nộ của tâm, nên canh phòng sự giận dữ của tâm. Rồi đó là ý nghĩa câu đầu tiên ha. Câu số 2, Manasa sang guto siya, Manasa sang guto siya, Manasa sang guto siya. Câu số 2, chúng ta có 3 từ, Manasa là 1, Sanghuto là 2, Siya là 3. Chữ Manasa, Manasa. Manasa ở đây nó cũng giống như chữ Mano, có nghĩa là tâm, là ý. Tâm, ý. Rồi chữ Sanghuto, chữ số 2, chữ số 2 Sanghuto, đây là một quá khứ phân từ ha. Quá là cản trở, ngăn che. Vậy thì Sanghuto ở đây có nghĩa là đã được thu thúc. Sanghuto là đã được thu thúc. Rồi cái từ cuối cùng, Siya, nên là nên trở thành, nên là nên trở thành. Rồi nên trở thành. Như vậy thì ý nghĩa câu số 2 này cho chúng ta ý nghĩa như thế nào? Câu số 2, Manasa Sanghuto Siya, nên là người đã được thu thúc về ý. Nên là người đã được thu thúc về ý. Rồi và chúng ta đến câu số 3, Mano Duccaritang Hittoa, Mano Duccaritang Hittoa, Mano Duccaritang Hittoa. Câu số 3 này chúng ta thấy có hai từ, Mano Duccaritang là 1, Hittoa là 2. Như vậy thì cái chữ Mano Duccaritang, chữ này do hai từ đi chung với nhau, tức là cái từ Mano là tâm ý, nó là một danh từ trung tính ha. O Kavanta Lapum Satalinga, tâm ý Mano. Rồi Duccaritang do cái từ Duccarita, mà Duccarita chúng ta thấy có tiếp đầu ngữ đú ở phía trước, có nghĩa là xấu ác. Rồi chữ Charita này nó là một danh từ trung tính, Akarantanapung Sakalinya, Charita có nghĩa là hành động, hành vi. Và nếu mà nó là quá khứ phân từ thì đã được thực hành, hành động, hành vi. Và chữ Charita này được chia theo đối cách ha, được chia theo đối cách số ít, Duttiya Vipatti Ekavachana. Cho nên Duccarita, Duccarita nó biến thành Duccaritang. Chữ Duccaritang có nghĩa là hành vi xấu, hành động ác. Hành vi xấu, hành động ác.
Đô. Rồi, chữ cuối cùng. À, lâu qua. Để xích như quang chút cho. Làm lưỡi lưỡi thì xích như quang run tay luôn. Thôi, mệt quá, giao cho ông đó, muốn làm gì làm. À, rồi, mà lô đô chê lị tăng, mà lô là tâm ý, đủ là xấu án. Chê lị tăng là hành động hành vi xấu, hành động ác. Đúng rồi, mà lô đô chê lị tăng. Rồi, chữ cuối cùng, chữ hít tòa. Hít tòa, đây là một quá khứ phân từ ha. Một quá khứ phân từ có nghĩa là sau khi đã bỏ lại, sau khi đã từ bỏ, sau khi đã bỏ lại, chữ hít tòa. Vậy thì câu số 3 này cho chúng ta ý nghĩa sao? Mắt đồ đức cha rị tăng hít tòa. Sau khi từ bỏ hành vi xấu do ý, sau khi từ bỏ hành vi xấu do ý, rồi còn câu cuối cùng ha, câu cuối cùng là câu cuốn cùi, câu chấm dứt. Manasa sucharitang chare, manasa sucharitang chare, câu cuối. Câu này có ba từ. Manasa là một, sucharitang là hai, chare là ba. À, chữ manasa, à, chữ manasa, à, chữ manasa thì nó cũng do chữ mano mà ra ha, có nghĩa là do ý do tâm ha, do ý do tâm. Rồi. Chữ số 2, sucharitang, sucharitang. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ su ở phía trước có nghĩa là tốt đẹp, khéo léo, mà chữ đu có nghĩa là xấu, ác. Thì đây chữ su là tốt đẹp, khéo léo. À, thường thường Việt Nam hay đi ngược lại, chữ xú này là tốt đẹp khéo léo, nhưng Việt Nam thì hãy nói xú quế ha, là xấu ha. À, nhưng mà đây chữ xú tiếp vào ngữ này có nghĩa là tốt đẹp khéo léo. Cha rị tăng do cái từ cha rị ta, cha rị ta là một chân từ trung tính, akaranta napum sakalinga. Cha rị ta có nghĩa là hành động hành vi, hành động hành vi. Nhưng mà ở đây su cha rị ta nó biến thành su cha rị tăng bởi vì cái gạch chia của nó trong đối cách su ít ha. Đối tỷ giao quy pháp tí e câu quay tình á, cho nên su cha rị ta nó biến thành su cha rị tăng, hành vi tốt đẹp. Su cha rị tăng là hành vi tốt đẹp. Rồi, chữ cuối cùng cha về. Cha về do động từ cha rạ tí, à, do động từ cha rạ tí. Nhưng mà cha về ở đây có nghĩa là sống, thực hành. Sống, thực hành. Vậy thì cái câu số 4 này, manasa su cha rị tăng cha rề, manasa su cha rị tăng cha rề, câu cuối cùng này cho chúng ta ý nghĩa nên thực hành hành vi tốt đẹp do ý, nên thực hành hành vi tốt đẹp
do ý. Như vậy thì ý nghĩa câu Phật ngôn 233 về từ vựng chúng ta cũng đã giải quyết xong. Đề phòng sự phẫn nộ của ý, nên là người đã được thu thúc để ý. Sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do ý, nên thực hành hành vi tốt đẹp do ý. Xin lặp lại. Nên căn phòng sự phẫn nộ của ý, nên là người đã được thu về ý. Sau khi từ bỏ hành vi xấu xa do ý, ý ác hạnh, nên thực hành hành vi tốt đẹp, thiện hành do ý. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: nhìn tâm giữ ý phải phòng, ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác ý làm ngay, trang nghiêm ý hành mới tài trộn phù. Nhìn tâm giữ ý phải phòng, ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác ý làm ngay, trang nghiêm ý hành mới tài trộn phù. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu: giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác, với ý nghĩ hạnh lành. Thì như vậy câu Phật ngôn 233 chúng ta đã trình bày ý nghĩa từ quan sát. Bây giờ chúng ta bước vào cái cách ta là tìm hiểu trường âm và đoạn âm, để chúng ta và như đọc một cách trôi chảy câu Phật ngôn này ha. Rồi câu Phật ngôn 233: Mano bako bằng rất hay ya, mano bako bằng rất hay ya, mano bako bằng rất hay ya. Câu này có bao nhiêu âm từ? Tức là trước hết chúng ta phải hiểu nó là loại thơ tất cả mấy chữ. Câu này có bao nhiêu âm từ? Sikmeta Sikkim nói có 8. Bây giờ chúng ta tìm hiểu có phải là 8 hay không. Chữ Má là 1, chữ Nô là 2, chữ Bá là 3, chữ Cô là 4, chữ Băng là 5, chữ Rắc là 6, chữ Khay là 7, và chữ Nha là 8. Chính xác, câu này có 8 âm từ. Trong 8 âm từ này thì cái câu này có tất cả bao nhiêu trường âm? Có bao nhiêu trường âm? Chị Kim nói 5 năm. 5 năm. Chắc là chị Meta cũng xác nhận là 5. 5 trường âm đó: chữ Nô là 1, chữ Cô là 2, chữ Băng là 3, chữ Rắc là 4, và chữ Khay là 5. Chính xác, câu này có tất cả là 5 trường âm. Nhưng mà trong 5 trường âm đó, chúng ta đi vào chi tiết. Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Trường âm thông thường có được bao nhiêu? Sikh Kim nói có 2, và Sikh Meta cũng nói có 2. Trường âm thông thường đó là chữ Nô và chữ Cô. Nô và chữ Cô là 2 trường âm thông thường. Rồi trường âm đọc theo giọng nguyên âm có được bao nhiêu? Trường âm đọc theo giọng nguyên âm, Sikh Kim và Sikh Meta nói có 1. Đó chính là chữ Băng. Chữ Băng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Câu số 1 này có bao nhiêu loại trường âm?
Số số 1 này có bao nhiêu loại trường âm? Chích kem và chích beta, nó có 3 loại trường âm. Vậy thì trường âm nhóm có được bao nhiêu? Trường âm nhấn có được bao nhiêu? Vâng, có 2. Đó chính là chữ rắc và chữ khay. Chữ rắc và chữ khay là 2 trường âm nhấn. Mình chào Sisterman vừa đến với đạo tràng. Như vậy thì câu đầu tiên này là một câu có đầy đủ 3 loại trường âm ha. Trường âm thông thường là chữ nô và chữ cô. Trường âm nhắn là chữ rắc và chữ khay. Trường âm đọc theo dạng nguyên âm đó chính là chữ bằng ha. Chúng ta thấy có tất cả 5 trường âm ha. Chính là chữ nô, chữ cô, chữ bằng, chữ rắc, chữ khay. Và còn lại là 3 đoạn âm. Ba đoạn âm đó chính là chữ má, chữ bá và chữ gia. Như vậy thì câu số 1 chúng ta đã tìm hiểu trường âm, đoạn âm. Có ai thắc mắc gì không? Qua câu số 1. Tại sao? Không. Gọi qua rồi mà thắc mắc gì? Thì đối với những vị mới thấy rằng sao mà rối quá, sao mà nó rất rối quá, chỗ này chỗ nào không hiểu thì cứ đưa tay nha. Rồi như vậy câu số 1 không qua. Bây giờ câu có cái gì? Không có có là sao? Rồi bây giờ chị Kim nó có cái gì? Cái có ở đây có nghĩa là đưa tay hay là không đưa tay. Rồi đưa tay là có, mà không đưa tay là không có. Rồi đưa tay thì nói đi. Con kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con hỏi cái này sợ sư la, con hỏi thôi. Cái câu số 2 có chữ Manasa đó, sư không có nói nó chia vào cái cách nào, nhưng mà con thấy nó cuối cùng là chữ A có dấu nguyền á, thì con nghĩ nó một trong hai cách. Cách thứ nhất và cách thứ năm Patama Vipatti, mà cách thứ nhất Patama Vipatti là nó thuộc số nhiều báo hú Vachana, còn thôi nó là Panchami Vipatti e Kha Vachana. Vậy có đúng không? Con xin trả máy lại cho sư, con cảm ơn sư trước ạ. Alo, 123123. Thấy có người mà cầm micro là thấy mừng lắm mà. Là có công việc chạy liền ha. Chị Kim hỏi cái chữ Manasa ở đây nó có nghĩa là chữ Mana hay là Mano, nó cũng có nghĩa là tâm, là ý. Thì bây giờ ở đây nó không phải là mano mà nó là mana. Nó là mana. Thì chữ mana này á, Sư Kim nói một là chia theo số nhiều của chủ cấp Bhatama Bahuvachana, hai là chia theo cách thứ năm số ít của Panchami xuất xứ cấp. Nhưng mà không phải chỉ hai cách đó mà còn có một cách nữa là cách thứ 8 Alapana. Alapana là ở đây Alapana nó vừa là số ít vừa là số nhiều. Alapana hô cách thì số ít nó cũng A mà số nhiều nó cũng A. Như vậy thì tới ba cái chia. Nhưng mà ở đây cái chữ Manasa Sambhuto Siya chúng ta hiểu ý nghĩa thế nào?
Ở đây chữ này là do ý ha, à do ý, à thì do ý không thể nói nó là chủ cách, không thể nói nó là chủ cách, mà nó có thể nằm trong cái cách chia thứ năm số ít, à số sư cấp, tức là văn chấm mi vị phát tí hệ câu quá trình hạ. Nhưng mà đó là câu số 2, à, câu số đương hỏi là câu số 1. Bây giờ nè, Manasa sang vũ tổ siya, câu số 2, hỏi tiếp đi ha. Mới nói về chữ Manasa, bây giờ đưa tay hỏi tiếp đi, bây giờ câu số 2. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Câu số 2, con biết rồi, nó cũng có chữ Manasa, thì con biết Manasa là con biết là có một cách nữa là Alapana Vipati, nhưng mà cái hô cách đó, nó ít dùng lắm, khi nào nó nhấn mạnh nó kêu hô là mới có, thì nhưng mà cũng liệt kê vô trong đó cũng đúng nữa, thì con nghĩ thằng cũng đúng, nhưng mà con nghĩ hai cách, cách số 5 như sư nói thì cũng ok. Thì ba chữ kia thì Sambhuto với Xí Già thì con biết rồi, cái đó học hai ba câu rồi. Dạ con không có câu hỏi gì hết trơn á. Dạ con cảm ơn sư, dạ con xin trả máy lại. Alo, 123 123. Vậy thì chúng ta giải quyết câu số 2. Manasa sang vuto siya, Manasa sang vuto siya, Manasa sang vuto siya. Câu này có bao nhiêu đoạn âm? Có bao nhiêu đoạn âm? 44 là 8 à? À, một lần thôi, hai lần làm rối độ hình. Siết Meta nó có 4 đoạn âm. À, cái câu này tại sao hỏi trường âm trước mà hỏi đoạn âm? Nó thay đổi không khí nhá. Để coi bà con có chú ý hay không? Hay là cứ nghe vô đây, cứ nghe gà gáy, nghe chó sủa, rồi nghe hay hơn là cái giọng lè nhè này ha. À, cho nên mới hỏi là câu này có bao nhiêu đoạn âm trước? À, có 4 đoạn âm, chữ ma, chữ na, chữ vũ, chữ si, ha, đó là 4 đoạn âm chính xác. À, câu số 2 này có bao nhiêu loại trường âm? Có bao nhiêu loại trường âm? À, bây giờ rào đón sao ha, để Siết Mita nằm giữa ha. À, ở trên 2, dưới 2, nghĩa là rồi bao vây Siết Mita luôn. À, chính là Siết Mita rối quá, nói là có thứ 3. Tới ba loại trường âm ha. Hỏi câu này có bao nhiêu loại trường âm ha? À, thì Sĩ Kim nó có 2. Rồi bây giờ Sĩ Mita thấy là cũng có 2 thôi, chứ không phải là 3 loại trường âm. Vậy thì trường âm thông thường có được bao có bao nhiêu trường âm thông thường? Chào tôi để cho họ thấy Sĩ Hạnh Dung vô cái là thấy rung hay sao họ ha. Có bao nhiêu trường âm thông thường? À, Sĩ Kim nói có 3. Rồi Sĩ Kim Mita nói bao nhiêu? Sĩ Mita cũng nói 3 luôn. 3 trường âm thông thường ha. Đó là chữ sa, chữ tô, chữ già ha. Chữ sa, chữ tô, chữ già. Đó là 3 trường âm thông thường. 3 trường âm nhẫn. À,
Trường Âm nhắn cho cái hộp vịt sớm ha. Muốn có hộp vịt ăn thì cứ hỏi Trường Âm nhắn là có hộp vịt ha. Tức là ở đây không có Trường Âm nhắn ha. Rồi Trường Âm đọc theo giọng Nguyên Âm, bà con ơi có được bao nhiêu? Có một cái hộp gà ha. Có một, thay vì hộp vịt thì nó hộp gà. Tức là Trường Âm đọc theo dòng Nguyên Âm, quý vị cứ thấy chỗ nào có một ruồi á là chỗ đó bảo đảm em mà có cái em nào mà có một ruồi á thì gọi là Trường Âm đọc theo dòng Nguyên Âm ha. Quý vị ra đường mà đừng có thấy người ta có một ruồi nói cái em này nè là Trường Âm đọc theo dòng Nguyên Âm nói kiểu đó quấn cùng mỏ đang chịu nghe ha. Anh đã có một rồi, ta mừng đó, rồi son là coi như làm ăn không khá. Còn khi nào một rồi mà đang thui á, là họ đã xui rồi. Mà bây giờ mình còn nói, cái em này là Trường Âm đọc cái giọng Nguyên Âm. Cho một bậc tài liền chứ. Như vậy thì câu số 2 ha. Một rồi duyên ha, rồi. Chắc là nhớ cái cô Christina xem hỏi cô Duyên bây giờ chưa tới ha. Rồi trả lời vấn đề câu số 2 Manasa Sambhuto Siya. Câu này là một câu mà chúng ta thấy có hai loại trường âm. Trường âm thông thường chữ sa, chữ tô, chữ gia. Và Trường Âm đọc theo giọng Nguyên Âm đó là chữ sân. Câu này không có Trường Âm nhắn ha. Và đoạn âm gồm có chữ má, chữ ná, chữ vũ, chữ xí. Bốn đoạn âm và bốn trường âm. Mến chào Sư Số Khá vừa đến với các hội. Vậy thì câu số 1, số 2 chúng ta đã giải quyết xong. Hai câu này đọc lại cho nó liền lạc với nhau ha. Mano Bhakko Bằng Rắc Khay Yamanasa Sang Vũ Tô Si Dạ. Mano Bhakko Bằng Rắc Khay Yamanasa Sang Vũ Tô Si Dạ. Mano Bhakko Bằng Rắc Khay Yamanasa Sang Vũ Tô Si Dạ. Rồi, hai câu này có gì rắc rối không? Học phải hỏi nghe, không hỏi bí răng chịu. Để mà quý vị thấy chỗ nào rắc rối là hỏi liền. Chính cái hỏi đó chúng ta mới thông. Còn nếu mà chúng ta không hỏi, cái nghi ngờ, cứ thắc mắc, rồi sự nghi ngờ thắc mắc càng ngày làm cho chúng ta chán, không gỡ được, không thông được, thì chúng ta cảm thấy ồ, cái môn này khó quá. Một ly đã ngất ngư, hai ly thì muốn quay quay cái đầu, ba ly thì xỉn mất, không thấy đường nữa. Quý vị học theo cái kiểu đó là không được. Chúng ta thấy chỗ nào mà thấy rằng không giải quyết được, thắc mắc, chúng ta phải giải quyết ngay. Chứ đừng có phải giống như mấy cái ông ngồi vô trong bàn, một ly, hai ly, ba ly cùng nhau, rồi khi đó không thấy đường về. Rồi như vậy là câu 1, câu 2 xong ha. Bây giờ qua câu số 3. Mano đốt chán rị tăng hết tòa. Mano đốt chán rị tăng hết tòa. Mano đốt chán rị tăng hết tòa. Nãy giờ phân tích thế này thế kia. Nhưng mà nhiều khi chán lên như vậy hay xui. Bây giờ lên cầm micro để phân tích, cái đó mới là chính xác. Rồi, mời Sĩ Hạnh Dung câu số 3. Mời vị thấy Sĩ Hạnh Dung có số 3 sau này ha. Rồi, Sĩ Hạnh Dung phải giải quyết câu này. Và để câu số 4 là kêu câu số 4. Nhưng mà câu số 3 thì thấy Sĩ Hạnh Dung số 3 ha. Xin mời.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, cùng Chư Tôn Đốc Tăng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin phép phân tích câu số 3. Dạ, cảm ơn cô Như Quang, cảm ơn cô Kim. Mano Đốt Chari Tăng Hít Tòa. Mano Đốt Chari Tăng Hít Tòa. Dạ, má là đoạn âm, nô là trường âm thông thường, đốt là trường âm nhấn, chá là đoạn âm, rí là đoạn âm, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, hít là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường. Và trong câu này có trường âm nhấn là chữ đốt, chữ hít, trường âm thông thường là chữ toa và chữ nô, và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ tăng, còn lại là đoạn âm là má, rí, chá, má, chá, rí. Giờ con đã phân tích xong, và nếu có sai xin sư sửa giùm con ạ. Giờ con kính bích lại cho sư ạ. Sa thú thích hạnh dung tưởng vắng mặt trong đạo tràng một thời gian, quên hết rồi chứ ai ngờ coi như thích hạnh dung rất là có căn bản ha, đọc rõ ràng, phân tích chính xác, thích kim cũng phải tặng tới 9 cành hoa ha, rồi thích chú khá và đúc khá này tặng 3 cành hoa, không biết là may rủi thì sao. Nhưng mà cái này chắc là xích cái số khá tặng chứ không phải đúc khá ha. Rồi xích mấy ta cũng 3 cành hoa tán thưởng. Sa thủ xích hạnh dùng chính xác rõ ràng, không có gì để mà nói nữa. Còn chỉ có 3 người tặng hoa, còn bao nhiêu ngồi dưới là vô tài ha. Rồi nếu mà quý vị không nhiệt tình ha, không tự đứng trên đôi chân của mình, không vượt lên chính mình, thì chúng tôi nói có mỏi miệng đi nữa, gà có gái quà vô nữa cũng chắc quá cả. Này là do quý vị coi như có một sự nhiệt tâm, có một sự cố gắng, có một sự nhẫn nại. Cá nhân của chúng tôi thì quý vị cũng đã nói rằng ô cái lề nhè lám nhảm hoài, đã từng nghe quý vị coi như than cho chúng tôi cứ lãm nhảm, cứ lè nhè rồi gà gáy chó sủa đó chưa nói nên đã nhắc rồi. Sa thủ xích hạnh dung tuyệt vời. Câu số 3 không có gì để mà nói. Mano đốt gia đình tăng hít tòa. Câu này có đầy đủ 3 loại trường âm. Trường âm thông thường là chữ nô, chữ tòa. Trường âm nhắn là chữ đốt, chữ hít. Và trường âm đọc theo giọng nguyên âm là chữ tăng. Như vậy là xong câu số 3 ha. Bây giờ chúng ta còn câu cúng cùi, xin lỗi cuối cùng nha. Câu cuối cùng là một câu để chấm dứt câu Phật ngôn 233. Manasa suchari tăng cha rê. Manasa suchari tăng cha rê. Manasa suchari tăng cha rê. Đây là một câu hên xui. Tại sao chúng tôi gọi là hên xui? Đọc đúng là hên, mà đọc sai là xui. Với một cái niềm gọi là đúng và sai. Xin mời cái nickname đúng và sai giải quyết câu số 4. Ai đúng ai sai tự mình kiểm điểm lại mình đi. Câu số 4. Chắc câu này khó quá. Thôi mời xích đúc khá ha. Câu này khó. Phân tích đúng là số khá, mà phân tích sai là đúc khá. Phải không quý vị? Rồi cái này
nên là giữa hai đường đúng và sai không biết chọn cái chỗ nào hả? Hai đứa không biết đứa nào đây hả? Rồi bây giờ xin mời. Alo. Alo. Dạ, con cảm ơn cô Kim. Con biết tín hiệu. Dạ, con kính tri ân sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính nịnh lễ thượng tọa trí đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin phân tích đoạn số 4 của câu kinh Pháp Cú số 233. Malasasuchajitang chaje. Má là đoạn âm, ná là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Sú là đoạn âm, chá là đoạn âm, dí là đoạn âm. Tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chá là đoạn âm, dê là trường âm thông thường. Dạ, câu này có hai loại trường âm, một là trường âm thông thường, hai là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trường âm thông thường là có chữ sa và chữ dê, còn trường âm đọc theo giọng nguyên âm có chữ tăng, còn đâu là đoạn âm. Dạ, dạ con đã phân tích xong. Dạ, con kính thỉnh sư lên mic ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Sa thu Sika Sukha. Quý vị thấy rằng Sư Sukha phân tích rất là chính xác. Và đến với đạo tràng này ha, Sư Sukha lấy cái nickname Sukha và Dukha cũng có một cái ẩn ý. Khi mà sinh hoạt trong cái room này cũng gặp nhiều trở ngại, hên và xui. Có nhiều khi chó sủa rồi giật mình xung mình, rồi có những khi mà nghe cái tiếng động bên ngoài cũng không được yên tâm để mà sinh hoạt, hoặc là kiếm một cái nơi vắng vẻ, hoặc là giống như cái trường hợp mình không làm chủ được chính mình. Cho nên Sukha đến với cái room này và có được một cái sự tiến bộ là thế, vượt qua rất là nhiều trở ngại chính trong gia đình của mình. Nhưng mà rất là hoan hỷ ha. Và lại sinh hoạt nhiều khi đến với cái room có cái nick đó nhưng mà không thể đưa tay được, rồi có khi thoải mái đưa tay. Cho nên có những lúc mà Sukha phải đưa tay đọc nhanh để rồi đuổi có địch nó về, có trở ngại thì không có cơ hội để mà đọc. Cho nên thường thường quý vị thấy rằng Sukha sinh hoạt một cách rất là vội vã, nên là rất là tranh thủ. Thì đó cũng là một cái vấn đề mà chúng ta thấy hên xui. Đến mà không sinh hoạt được là Dukha, mà đến mà khi đưa tay mà sinh hoạt được đó là Sukha, gọi là hên xui ha. Rồi, xà thủ, như vậy là quý vị cũng đã kết thúc câu Phật ngôn 233. Và câu 3, câu 4, xin ôn lại ha. Mano đốt cha rị tăng hít tòa manasa su cha rị tăng cha rề. Mano đốt cha rị tăng hít tòa manasa su cha rị tăng cha rề. Mano đốt cha rị tăng hít tòa manasa su cha rị tăng cha rề. Rồi hai câu sau, có ai thắc mắc không? Vậy thì chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Mano bako bằng rắc khay yamanasa sang phu tô si ya mano đốt cha rị tăng hết tòa manasa su cha rị tăng cha về.
Mano Bako Bang Rakhay Yamanasa Sang Uto Siya Mano Dutcharitang Hittoa Manasa Sucharitang Chave. Đó là cái cách mà chúng ta đọc liền một hơi. Nhưng mà quý vị nên bảo tồn cái hơi thở của mình à, đừng có bắt chước vậy, mà hãy đọc một lần hai câu. Quý vị sẽ dừng lại chỗ chữ gia. Mano Bako Bang Rakhay Yamanasa Sang Vuto Siya Mano Dut Charitang Hittoa Manasa Sucharitang Chare. Mano Bako Bang Rakhay Yamanasa Sang Vuto Siya Mano Dut Charitang Hittoa Manasa Sucharitang Chare. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Con không thấy cô Sú Khá Đú Khá giơ tay, con hồi giơ tay trước đi. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Con xin đọc người đầu tiên đọc kinh Pháp Cú câu 233. Cảm ơn cô Như Quang Trần và cô Mết Trà cho tín hiệu nghe rõ. Hai người đó, còn mấy người kia chắc cũng nghe rõ luôn. Mano Bako Bang Rakhay Yamanasa Sang Vuto Siya Mano Duk Charitang Hittoa Manasa Sucharitang Chare. Mano Bako Bang Rakhay Yamanasa Sang Vuto Siya Mano Duk Charitang Hittoa Manasa Sucharitang Chare. Mano Bako Bang Rakhay Yamanasa Sang Vuto Siya Mano Duk Charitang Hittoa Manasa Sucharitang Chare. Mano Bako Bang Rakhay Yamanasa Sang Vuto Siya Mano Duk Charitang Hittoa Manasa Sucharitang Chare. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Ha ha, con thấy sư cho con ba có người sao rồi, chắc không có gì sai. Con cảm ơn sư và con xin trả máy nhường lại cho người khác ạ. Alo. 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 Dạ, con cảm ơn cô Như Quang cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Tha La, Nam mô Tham Ma La, Nam mô Sang Kha La. Con kính đảnh lễ ân đức chư Phật, ân đức giáo pháp, ân đức chư tăng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Chí Đức cùng chư tôn đức tăng. Con kính chào với cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 233. Malo Pako Pang Zak Kay Za Malasa Sang Buto Siza Malo Duk Chas Tang Hitwa Malasa Malasa Su Chazit Tang Chaze Malo Pako Pang Malo Pako Pang Zak Kay Za Malasa Sang Vuto Siza
ma lô đúc cha di tăng hít tòa ma la xà su cha di tăng cha gì. Dạ, mắt con nhìn hơi khó khó ạ. Dạ, con xin đọc lại lần nữa. Ma lô pa cô tăng giác khầy giác ma la xà sang vũ tổ si già ma lô đúc cha di tăng hít tòa ma la xà su cha di tăng cha gì. Ma lô pa cô tăng giác khầy giác ma la xà sang vũ tổ si già ma lô đúc cha di tăng hít tòa ma la xà su cha di tăng cha gì. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Gìn tâm giữ ý phải phòng ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay, xả ly ác ý làm ngay, trang nghiêm ý hạnh mới tẩy trượng phu. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ dạ con xin xuống mic ạ. Con kính mời quý cô chú tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim, cô Như Quang cho biết đã được nghe rõ. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà vị cô tu nữ. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con cũng xin trả bài câu Pháp Cú 233. Mano Bako Bang Rakhay Ya Manasa Sang Wuto Siya Mano Dut Charitang Hit Toa Manasa Su Charitang Chari Mano Bako Bang Rakhay Ya Manasa Sang Wuto Siya Mano Dut Charitang Hit Toa Manasa Su Charitang Chari Mano Bako Bang Rakhay Ya Manasa Sang Wuto Siya Mano Dut Charitang Hit Toa Manasa Su Charitang Chare. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mano Bako Bang Rakhay Ya Manasa Sang Wuto Siya Mano Dut Charitang Hit Toa Manasa Su Charitang Chare. Dình tâm giữ ý phải phòng, ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay, xả ly ác ý làm ngay, trang nghiêm ý hạnh mới tẩy trượng phu. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin trả máy lại trang ạ. Kính mời vị kế tiếp ạ.
Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, con kính đảnh lễ ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng, kính lễ con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, kính lễ quý bà quý cô tu nữ và kính chào cô chú anh chị trong đạo tràng. Con xin phép đọc câu Phật ngôn số 233. Dạ, cảm ơn cô Như Hoàng đã post bài. Mano paku pang rekkaya manasa sangbuto siya mano dukcharitang hitwa manasa sucharitang chare. Mano paku pang rekkaya manasa sangbuto siya mano dukcharitang hitwa manasa sucharitang tăng cha rề mano pekko bang rekkay ya manasa sang buto siya mano duk chari tăng hitoa manasa sang buto. Dạ, con xin phép đọc lại ạ. Mano pekko bang rekkay ya manasa sang buto siya mano duk chari tăng hit tòa manasa sucharitang chare. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mano pakku bang rekkaya manasa sangbuto siya mano dukcharitang hitwa manasa sucharitang chare. Dình tâm giữ ý phải phòng, ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay, xả ly ác ý làm ngay, trang nghiêm ý hạnh mới tài trượng phu. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Dưới Đức. Và con đã đọc xong ạ. Và con kính mời đạo tràng, con xin phép xuống mất ạ. Dạ, con thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức Tăng đang trong đàn. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, con xin trả bài câu pháp cú số 203. Mano bako bằng rắc khai giá má sa sam vũ tô si già mano đúc chá rí tầng hít tùa má ná sa su chá rí tầng chá rề mano ba cô bằng rắc khai giá má ná sa sam vũ tô si già mano chá rí tầng hít tùa manasa su chá rí tăng chá rề mano bá cô bằng rắc khay giá manasa sầm vú tô si già mano đúc chá rí tăng hít tùa manasa su chá rí tăng chá rề. Giữ ý đừng phẫn nộ, phần ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý ác nghĩ với ý nghĩ hạnh lành. Bản dịch của Hòa Thượng Thế Minh Châu. Giữ tâm, giữ ý phải phòng, ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay, xả ly ác ý làm ngay, trang nghiêm ý hạnh mới tày tượng phu. Bản dịch của Hòa Thượng. Con đã trả bài xong và con cũng xin sám hối với Ngài Trí Đức và đạo tràng. Cái lúc con vô rung mà con không lên mic được, hôm bữa con nghe Ngài gọi mà con làm sao lên mic được, con xin sám hối ạ.
Alo, 123-123. Sư Trung Nguyễn, sao mà rớt mạng rồi, bây giờ mới trở lại ha. Qua giọng đọc của quý vị. Hôm nay quý vị đọc rất là thành công. Riêng Sĩ Kim là người lên đọc đầu tiên ha. Nhưng mà thích ăn chè, quý vị thấy đường ăn chè đậu đỏ. Sau hôm nay Sĩ Kim sao mà làm rối đội hình ha. Đọc rồi thôi, không chịu thả mic. Rồi xuống rồi là lên giật mic nữa. Thôi ngồi đó chơi nha. Khi nào mà coi như đạo tràng cần Sĩ Kim thì chúng tôi coi như không cho ăn chè nữa. Chứ hôm nay vô thấy làm rối đội hình ha. Và Sĩ Su Kha, cái giọng đọc con là chả biết hả. Thôi ăn chè đi đỡ buồn ha. Sĩ Su Kha, chúng ta biết rằng cái giọng địa phương ha. Nhiều cái âm giọng thổ ngữ của mỗi vùng mà chúng ta là nghe cái chữ Mano ha. Sĩ Su Kha đọc là Malo ha, Malo, nhưng mà đó là cái âm điệu của địa phương. Chúng ta nên thông cảm, nên đừng có nói rằng ô tại sao chữ N mà đọc thành ra chữ L ha. Không sao hết đó. Nghĩa là coi như đọc như vậy là chài chữ và vẫn biết cái giọng vùng miền mỗi nơi mỗi khác ha. Vậy còn hơn là ví dụ như Sĩ Phô Biển, Sĩ Phô Biển từ bỏ ý nghĩ ác, mà tiếng Việt Nam mà Sĩ Phô Biển đọc là từ bỏ ác ý nghĩ. Quý vị nghĩ sao? Tiếng Việt mà chúng ta đọc nha, nhiều khi cũng bị bốc nữa, hào uống gì tiếng Bali hơi khó ha. Nhưng mà quý vị đọc đọc chạy tiếng Bali, đây là mục đích của đạo tràng và đó là điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ. Cho nên đừng có, chúng ta hãy du di để rồi chúng ta hướng đến cái mục đích quan trọng hơn là cái dụng chứ không phải là cái thể. Rồi bây giờ Sĩ Dung Nguyễn ổn định cái đường truyền chưa? Bây giờ Sĩ Dung Nguyễn có thể đưa tay lên được không? Alo, Sĩ Dung Nguyễn. Đưa tay lên thử coi. Tại khi đó mới nhiều mic coi chứ. Chứ đâu như là Sĩ Game hôm nay cứ giật mic hoài, chán thiệt. Rồi, xà thủ xin mời Sĩ Dung Nguyễn ha. Dạ, con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Chi Đức cùng với bà quý cô tu nữ đang hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con kính chào các cô chú ạ. Dạ, con vô trễ hôm sáng hôm nay con. Dạ, con có chút việc cho nên con không có vô ấy được. Bà con vô một cái con bị rớt ra cho nên con mới vô được lại ạ. Dạ, con xin phép được đọc bài pháp cú 233. Dạ, con cảm ơn cô Như Quang, cô Kim và đã bốt bà đã cho con biết tín hiệu. Cảm ơn cô Mita. Dạ, con xin phép được đọc. Mano bắt cô bằng rắc khí giá rắc khí giam nà ná xà xàm vút tờ xí già Nam mô Đức Cha Di Đà Hít Tà Ma Na Sa Su Cha Di Đà Cha Đề Nam mô Bát Cô Bằng Rắc Khầy Danh Ma Na Sa Sam Phúc Tô Sĩ Già Nam mô Đức Cha Di Đà Hít Tà Na Ma Sa Su Cha Di Đà Cha Đề Nam mô Bát Cô Bằng Ra Giấy Rắc khay giá ma na cha sam vút tô xí già na mô đức cha ri tăng hít tòa ma na sa su cha ri tăng cha rè
Con đọc không có chơi rồi, sao con đọc lại ạ? Nam mô Bát Cô Bằng Rắc Hay Danh Mà Na Xà Sầm Phúc Sang Phúc Tô Xí Già Nam mô Bát Cô Bằng Rắc Hay Danh Mà Na Xà Sầm Phúc Tô Xí Già Nam mô Bát Cô Bằng Rắc Hay Danh Mà Na Xà Sầm Phúc Tô Xí Già Nam mô Đức Chá Lý Tăng Hít Tòa Má Na Xà Xúc Chá Lý Tăng Chá Rè. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Và bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Má nô bắc cô bằng rắc hề giá mà ná xá tâm vút tờ xí già. Nam mô Đức Chá Lý Tăng Hít Tòa Nam Má Xà Xúc Chá Lý Tăng Chá Rè. Giữ gìn, giữ tâm gìn ý phải phòng, ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay, sẽ ly ác ý làm ngay, trang nghiêm giới hạnh mới tày trượng phu. Dạ, bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã đọc xong. Dạ con có thấy con có bị, trong quá trình con đọc á, là con có bị cái đoạn mà má dấu sắc á, con thường hay bị quên á, con cũng thấy con nó cũng có bị vấp ở chỗ này á, cho nên là con kính xin ngài chỉnh sửa lại giúp cho con ạ. Dạ con chân mít đánh cho ngài. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chiếc kim này khoan chè quá ha. Nghe là hở ra một chút là coi như là hồi nào cũng thích chè đồ đỏ không à. Sao hôm nay kỳ cục quá vậy? Sư Dung Nguyễn cái giọng đọc, giọng nói thì thấy còn trẻ. Nhưng mà chiếc kim là sao hôm nay kêu Sư Dung Nguyễn là má hoài vậy không biết nữa ha. Ba bốn lần Sức Dung Nguyễn đương đọc đó là kêu má ha. Tại sao vậy? Thì đọc má nô bác cô băng thì chữ má vậy là đúng rồi. Rồi má ná xa su cha ri tăng cha rê má nó cũng đúng rồi. Nhưng mà cái câu số 2 ha, không phải nhắc bài mà cái câu số 2 á, Manasa, nhưng mà đọc Manasa, chính nhắc là nhắc chữ má chỗ đó, không nên đọc là ma, mà Manasa cũng giống như câu cuối cùng Manasa Suchari Tăng, thì câu số 2 cũng là Manasa Sang Vuto Siya, câu số 2 này á, chắc là sẽ dùng quen á. Có thêm dấu quyền cho nên câu số 2 cứ đọc là Manasa, còn câu số 4 thì Manasa thì chính xác, cho nên câu số 2 bỏ dấu quyền đó đi ha. Nhiều lần đọc đều đọc là Manasa thì chắc là Sĩ Dương Nguyễn có thêm cái dấu, hãy bỏ cái dấu đó. Chúng ta đọc Manasa cũng giống như cái câu số 4 thì như vậy nó chính xác hơn ha. Rồi chỉ có thêm một cái dấu mà chúng ta đọc sai ha. Rồi quan hệ quỷ bây giờ chúng ta sẽ ôn lại và chúng ta đi qua cái giọng kệ ha.
Sano Bako Bang Rak Hay Yamanasa Sang Vuto Siya Mano Dut Charitang Hittoa Manasa Sucharitang Chare Mano Bako Bang Rak Hay Yamanasa Sang Vuto Siya Mano Dut Charitang Hittoa Manasa Sucharitang Chare. À, chúng ta có thể đọc ngắn và rõ ràng hơn bằng cách chúng ta đọc chỉ có hai câu ha. Mano bako bang rakhayamanasa sang vuto siya mano dutcharitang hittoa manasa sucharitang chare. Chúng ta đọc một bằng hai câu thì thấy nó mạnh hơn, bảo tồn được hơi sức và chúng ta cảm thấy rằng tự tin. À, nếu mà đọc một hơi thì nhiều khi dễ bị bóc. À, quý vị Hoa hãy đọc lần hai câu ha. Cũng giống như khi chúng ta kể, cũng kể một lần hai câu. À, chứ không phải là đọc từng câu rồi chúng ta nghĩ. Bây giờ qua giọng kể. Mano bako bang rakhaya manasa sang vuto siya mano lucha re tang hitoa manasa su charitang chare mano bako bang rakhaya manasa sang vuto siya mano lucha re tang hitoa manasa su charitang chare mano bako bang rakhaya manasa sang vuto siya mano lucha re tang hitoa manasa su charitang chare. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Rồi bây giờ xin mời bàn tay quý vị ạ. Một lần nữa con kính lễ Ngài Thí Đức cũng Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, con kính lễ cô tu nữ Khê Ma, cô tu nữ Phúc Hạnh. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con cũng xin kể câu Phật cú 233. Mano ba cô bằng rắc hay ya mana sa sang u to si ya mano đục cha ri tăng hết tòa mana sa su cha ri tăng cha re mano ba cô bằng rắc hay ya mana sa sang u to si ya mano đúc cha ri tăng hết tòa mana sa su cha ri tăng cha re mano ba cô bằng rắc hay ya mana sa sang u to si ya mano đúc na ri tăng hết tòa mana sa su cha ri tăng cha re. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Sao con kiếm bài không được mà.
nó đâu mất rồi. Con thấy cô mất ta xuống mất rồi. Dạ con xin phép con kính một lần nữa con kính lễ ơn đức ba ngôi tam bảo, ơn đức Phật, ơn đức Pháp, ơn đức Tăng. Con kính lãnh lễ ngài Chí Đức cùng chư tôn đức Tăng hiện diện trong đại tràng. Dạ con kính chào các cô, các chú, các anh chị em trong rơm học ạ. Con cảm ơn cô Như Quang, cô Mít Ta cho con biết tín hiệu. Con xin phép kệ câu pháp cú 233. Mano Bako Bang Rakhaya Mana Sa Sang Ruto Siya Mano Ducha Ritang Ito Mana Sa Su Charitang Charen Mano Bako Bang Rakhaya Mana Sa Sang Ruto Siya Mano Ducha Ritang Ito Mana Sa Su Charitang Charen Mano Bako Bang Rakhaya Mana Sa Sang Ruto Siya Mano Ducha Ritang Ito Mana Sa Su Charitang Charen. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hành lành. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Mano Bako Mano Bako Bang Rakhaya Mana Sa Sang Vuto Siya Mano Ducha Ritang Hitoa Mana Sa Su Charitang Charen. Giữ gìn nhìn tâm giữ ý phải phòng, ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác ý làm ngay, trang nghiêm giới hạnh mới tày trượng phu. Và bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Và con cũng đã kệ xong rồi. Con kính dâng mít đỉnh cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy Giá. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Và một lần nữa con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ cô tu nữ Khê Ma và kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh và kính chào đạo tràng. Và con xin phép đọc kệ câu Phật ngôn số 233. Và cảm ơn cô Như Quang, cô Metta, Dung Nguyệt cho biết tín hiệu nghe rõ. Mano Bako Bang Rakhaya Mana Sa Sang Vuto Siya Mano Dukcha Ritang Hitwa Mana Sa Su Charitang Chare Mano Bako Bang Rakhaya Mana Sa Sang Vuto Siya Mano Dukcha Ritang Hitwa Mana Sa Su Charitang Chare. Giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Và đó là phổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Mano Bako Bang Rakhaya Mana Sa Sang Vuto Siya Mano Dukcha Ritang Hitwa
manasa su charitang chare. Nhìn tâm giữ ý phải phòng, ý tâm bảo vệ hết lòng mới hay. Xả ly ác ý làm ngay, trang nghiêm ý hạnh mới tài trượng phu. Đó là phụ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã kể xong ạ. Con xin phép xuống mít ạ. Alo, 123, 123. Mấy con gà la lớn quá. À, quý vị nghe rõ không? À, hôm nay quý vị cũng có một những cái giọng trẻ rất là hay ha. À, ngoài cái giọng kinh rồi qua cái giọng trẻ để chúng ta thích nghi với từng địa phương, từng nước này nước nọ ha. Nếu người ta sinh hoạt giọng kinh thì mình cũng sinh hoạt giọng kinh, đi đến đâu mình thích nghi đến đó, thì chứng tỏ mình là con người duy dưỡng, tức là có sự tiếp thu để rồi chúng ta không bị lạc lõng.
Câu Phật ngôn 233 nói lên cái vấn đề gì? Bây giờ chúng tôi sẽ đọc lại và đi vào duyên sự với câu Phật ngôn này, để rồi chúng ta lấy đó làm một cái đề tài sinh hoạt trong ngày hôm nay ha. Mano bako bằng rất thầy Yamanasa sang vũ tổ chi ya mano đốt cha lịch tăng hết tòa Manasa xuất cha lịch tăng cha về. Mano bako bằng rất thầy Yamanasa sang vũ tổ chi ya mano đốt cha lịch tăng hết tòa Manasa xuất cha lịch tăng cha về. Câu Phật ngôn 231, 232 và 233 này nói lên một duyên sự. Duyên sự đó chính là sáu vị tỳ kheo, nghĩa là thường sinh hoạt chung với nhau, cho nên hay gọi là lục sư ha, tức là sáu vị sư này chơi chung với nhau và có những cái ý nghĩ, có những tư tưởng, có những hành động, có những lời nói cũng hợp gu với nhau. Thì cái nhóm này khi mà chơi chung với nhau thì có những cái ý định không được thanh tịnh về thân, không được tao nhã về lời nói, và trong ý nghĩ cũng có những ý nghĩ nghĩa là trược hành sằng bậy. Tức là ở trong cái chùa Trúc Lâm, nhóm lục sư này làm những đôi bút bằng gỗ, rồi kiếm những cái cây để chút vót làm cây gậy, mang gút gỗ cầm cây gậy đi trên con đường kinh hành thì lột bột lột bột. Thì khi mà nghe cái tiếng gút gỗ một cua lột bột như vậy thì chùa nghe nó ồn ào, và Đức Phật ngài đã thắc mắc tại sao hôm nay có những cái vấn đề ồn ào như vậy, không giống như những ngày trước. Ngài Ananda mới trình bày rằng cái nhóm mà sáu vị sư kia hôm nay có những mang những đôi gút gỗ mà đi kinh hành khua lột bột, rồi thêm vào những cái gậy chống vào trên mặt đường cũng vang lên tiếng động. Thì Đức Phật ngài mới chế định mình học giới và nói rằng các vị tỳ kheo nên hãy giữ thân cho trang nghiêm, hãy giữ khẩu cho ôn hòa, và hãy giữ ý của mình cho thanh tịnh. Và Đức Phật đã dạy lên liên tiếp ba câu Phật ngôn. 231 nói lên ý nghĩa giữ thân đừng phẫn nộ, phòng thân khéo bảo vệ, từ bỏ thân làm ác với thân làm hạnh lành. Câu Phật ngôn 232 giữ lời đừng phẫn nộ, phòng lời khéo bảo vệ, từ bỏ lời thô ác với lời nói điều lành. Và câu Phật ngôn 233 giữ ý đừng phẫn nộ, phòng ý khéo bảo vệ, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hạnh lành. Tức là trong ba câu Phật ngôn này nói lên ba cái nghiệp của thân, của khẩu và của ý. Thì như vậy với thân nghiệp của chúng ta, quý vị biết sát sanh, trộm cướp, tà hạnh trong các dục, đó là cái việc làm của thân, gọi là thân thanh hạnh hay là thân thiện hạnh, cũng do ba cái cửa này. Rồi cái câu Phật ngôn 232 nói về khẩu, tức là khẩu nghiệp của chúng ta có bốn ha, nói là nói láo, nói lời đâm thọc, nói lời vô ích, nói lời hung dữ, cũng do cái miệng của mình mà tạo ra ác nghiệp. Nhất ngôn khả dĩ ăn bàn, nhất ngôn khả dĩ tán bàn, tức là lời nói của chúng ta có thể đem lại sự an vui, và lời nói của chúng ta đem lại sự đau khổ, cũng chính do cái miệng này. Cho nên cái khẩu nghiệp của chúng ta
chỉ có một cái miệng mà tới bốn cái cửa ra, tức là nó có bốn chi điểm. Và câu Phật ngôn 233 này nói lên cái ý của chúng ta, cái tâm của chúng ta đừng có phẫn nộ, khéo bảo vệ cái ý, từ bỏ ý nghĩ ác với ý nghĩ hiền lành. Và cái ý của chúng ta có ba vấn đề là tham lam, rồi sân hận và tà kiến. Tham lam là chúng ta muốn sang đoạt của người khác đem vào của mình, rồi sân hận ở đây là muốn hãm hại người khác, muốn hãm hại người khác để coi như là mình làm sếp hoặc là được vinh thăng phì gia. Rồi cái ý nghĩ ác là mình ta như muốn thâu tóm tất cả. Với ba câu Phật ngôn này sẽ được kết thúc bằng câu Phật ngôn 234: thân khẩu ý của chúng ta, thân hành hay trực hành đều phải do cái người có trí mới kiểm soát, mới bảo vệ được thân, bảo vệ được lời nói, bảo vệ được tâm tư. Thì chỉ có người trí mới giải quyết về thân khẩu ý, luôn luôn có sự ghi nhớ, có sự biết mình, thì chúng ta bảo vệ được thân, bảo vệ được lời nói, bảo vệ được cái ý nghĩ của mình, tức là mình đề phòng những cái ác nghiệp của thân, của khẩu, của ý. Và nếu mà chúng ta bảo vệ được như vậy, chính chúng ta là những bậc trí, tức là bằng việc ta, chúng ta biết được lợi ích trong hiện tại, biết được lợi ích trong tương lai, và biết được lợi ích cao quý nhất, đó là sự giải thoát. Thì do chúng ta có hiểu được lợi ích đó hay không, thì câu Phật ngôn 234 sẽ giải quyết cái vấn đề này. Còn trong ba câu Phật ngôn này nói về thân, về khẩu, về ý. Bởi vì khi chúng ta mà sân hận, nhất niệm sân tâm khởi, bất vạn chướng môn khai. Khi mà chúng ta khởi lên một ý niệm về sự sân hận, mình không kiểm soát được, thì bao nhiêu cái cửa oan nghiệp, bao nhiêu cái nghiệp chướng nó sẽ mở ra, và chắc chắn rằng chúng ta đi vào cảnh khổ. Rồi bây giờ thời gian còn lại, mời quý vị coi như sinh hoạt về câu Phật ngôn này ha. Trước tiên là mời Sĩ Kim ha. Sĩ Kim là ham nói lắm, hôm nay ăn chè nhiều lắm rồi, bây giờ mời Sĩ Kim nha. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý Phật tử. Trước khi con nói lời chia sẻ, để con xuống máy đi, lúc nào con cũng trả máy lại hết. Cái con trống đâu có để là con nest đâu, để con trả máy lại rồi con vô lại coi con có bị cầm máy không ha. Hello, hồi nãy tôi trả máy rồi, còn giữ máy đó không? Cô Như Quan Cần, cô cho tôi biết đi. Dạ cảm ơn cô Meta đã cho tín hiệu rõ. Bây giờ tôi xuống lại một lần. Sư coi bây giờ con đi ra mic ha, rồi sư thấy con có cầm máy nữa không ha. Dạ con cảm ơn sư, có lẽ là nó phải theo cái trước hết mà con cắt ngắn quá, con không bấm cái stop talking, con bấm cái micro thôi, con đi xuống, có lẽ là như vậy. Nếu mà con bấm cái stop talking rồi con bấm cái mic á thì nó hết vậy, con biết lại, con xin sám hối với đạo tràng. Dạ cảm ơn cô Như Quan Cần với sư. Dạ con biết rồi đó.
Thật ra cái nó update cái này cũng không có tốt với sư. Tại vì con bỏ máy trong cái của con là nó lia, nó không có cầm. Nếu mà con cầm máy thì nó sẽ nói con á là con sẽ là next, cái người tới là con. Nó trống không, nó không có gì hết trơn á. Lúc mà sư nói con cầm máy, sư con cứ tưởng là sư chọc con cho nó vui vậy thôi. Con không biết. Dạ, bây giờ con biết cái lý do nó rồi. Dạ, con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tư nữ và quý Phật tử lần nữa. Dạ, con xin chia sẻ cái bài này ạ. À. Thì trong đã học trong ba câu, Đức Phật nói là chúng ta phải nên giữ những hành động về thân, những hành động về ý nghĩ, những hành động về lời nói. Thì trong gom trong ba cái này thì cũng là Đức Phật đã muốn chúng ta tu cái cao hơn. Nếu mà tập trung giữ hết ba cái cửa này á thì là tu thập thiện đó quý vị. Thì nói nếu mà nói chậm lại thì bây giờ chúng ta ở ngoài đời á thì người ta có nói rằng á, cái quả từ miệng mà ra, cái bệnh từ miệng mà vô nè. Thì có nghĩa là cái quả từ miệng mà ra là cái gì? Là chúng ta nói mà chúng ta không suy nghĩ, không giữ lời nói, là chúng ta đâm đầu này thọt đầu kia, nói những lời lỗ mãng, nói những lời không có, dựng chuyện lên, nói dốc nói láo, rồi nhiều khi nói lầm bầm, người ta gọi là mắc bố á, nói lãng nhãi lầm bầm mà không nói ai chứ lầm bầm nói hoài đó, thì cũng là người ta nói lãng nhãi, nó hay là nói mắc bố sao nói hoài vậy. Thì cái đó gì về lời nó có bốn điều: là không được nói dối là một, không được nói lời lỗ mãng là hai, không được nói lời nói lưỡng thiệt á, nói lời đâm thọt á là ba, không được nói lời vô ích, tức là không có chuyện gì cũng nói hết chuyện này tới chuyện kia là bốn, là bốn cái về lời. Ba cái về thân á, thân á thì không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì ba cái điều này cao hơn, nhưng mà ở ngoài đời chúng ta thường á, chúng ta không để ý á, cha mẹ hồi nhỏ hay dạy á, thì nếu mà chúng ta bận đồ đó, mà chúng ta là con gái mà chúng ta bận đồ không có đàng hoàng á, như bận đồ sexy hồi đó nhỏ hay bận mini zip đưa cái chân ra, hay là bận áo hở ngực quá, thì bà già hay nói mày khuyến dụ đàn ông lên để dòm mày, thì không biết làm sao. Tôi nói ủa, người ta bận sao mình bận giống như vậy, làm sao má hâm với người ta. Thì bà già có nói người ta là khác, không để ý, như mấy người nghệ sĩ lên ca thì người ta dạy để làm cho attractive, tức là thu hút về ánh mắt của người ta, đó là mà nếu mà đi ban đêm hay gì sẽ gợi lòng dục đối người đàn ông không có tốt. Thì lúc đó tôi mới biết suy nghĩ là vậy, thì ở ngoài đời đó là như vậy. Còn nếu mà chúng ta ngồi ăn mà chúng ta không để ý những hành động của ta, kênh xì keo hay là cái gì đó, hát dịch làm gì, thì cây cũng bị người ta đục nữa, hay dòm ngó người này người kia với ánh mắt không được đàng hoàng á, thì cũng có thể là bị má đánh, bị người ta đánh về má nhìn không ra nữa. Thì đó là về thân, nhưng là đó là chuyện ở ngoài đời chúng ta làm thôi. Nhưng đối với Đức Phật á, thì Ngài dạy cao hơn là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Thì cái điều đó cao hơn. Nhưng cái điều là nếu mà chúng ta học Pháp thì chúng ta nên biết ba cái điều chánh đó hơn. Thì đó là tu thập thiện đó. Về ý đó, ý rất dễ sợ lắm. Người ta nói chi nhân, chi diện, bắt chi tâm. Mình nghĩ lung tung ở trong cái đầu, ai mà biết mình nghĩ cái gì. Giống như câu chuyện mà cô lấy đò đó, ông sư, ổng đi đò, ổng qua, thì ổng dòm cô lấy đò, ổng bị cô lấy đò lấy ổng tiền gấp đôi so với người ta. Thì cô lấy, ổng hỏi tại sao người ta lấy một đồng, cô lấy tôi hai đồng. Thì cô lấy đò nói tại vì ông là nhà sư mà ông nhìn tôi. Nghĩa ông trong sư này tức quá, thì sao cái ông lợi đó thì ông không có nhìn cổ nữa mà ông nhìn xuống dòng nước. Thì cô này lấy ba đồng hay bao nhiêu đó, thì gấp đôi gấp ba vậy đó. Ông sư này ông nói tại sao tôi không dòm cô mà cô lấy tôi nhiều như vậy chẳng hạn vậy. Cổ nói ông không nhìn tôi mà ông nhìn cái hình bóng tôi dưới nước nó ẻo lả còn hấp dẫn nữa. Ông này ổng lần thứ ba ổng đi qua nữa, ổng không nhìn dưới nước mà ổng cũng nhìn cô này, ổng nhắm mắt lại ổng, nhưng mà cô này lại lấy tiền gấp đôi gấp tư. Ông này ông sư này ông nói
tôi không nhìn cô, tôi không không nhìn dưới nước, tôi nhắm mắt lại mà sao cô còn lấy tôi dữ dội như vậy. Cô nói, ông nhắm mắt lại, ông nghĩ tùm lum tùm la trong cái đầu ông, ai mà biết ông nghĩ cái gì. Cái đó là chuyện vui thôi, kể cho quý vị nghe vậy thôi. Nhưng đối với tâm ý, cái ý rất là khó đoán. Mình không đoán được cái ý của người ta như thế nào. Bởi vậy trên trường đời đó, người ta dễ bị gạt với cái sự mà người ta giả dạng là người tốt, đi xe tốt gì đó, rồi hào phóng. Nhưng chúng ta không biết, có thể người ta giăng một cái bẫy nào đó mà người ta muốn hại mình. Nhưng mà đối với Đức Phật thì ý thì Ngài nói đó, Ngài dạy chúng ta phải coi chừng cái tâm tham, tâm sân và cái tà kiến. Cái tà kiến này nó nặng lắm quý vị. Quý vị giết người sát sanh đó, thì Đức Phật nói cái tội đó cũng chưa nặng bằng cái tội tà kiến. Tà kiến giống như cái sự công vua mà là chồng của bà hoàng hậu Manika đó. Ổng tà kiến, ổng nghe lời mấy người mà bà la môn, mà cái mấy ông quan mà tà kiến đó. Tối ổng nằm trên bao, ổng thấy bà con dòng họ của ổng lên xin phước để ổng cho phước đó, mà ổng không biết. Ổng thấy ổng sợ quá, ổng hỏi mấy tụi cận thần của ổng á, mấy tụi ngày nó đâu phải là tín đồ hoặc Phật tử của Phật giáo. Nó nói ổng giết ngàn đứa trẻ trai, ngàn đứa trẻ, ngàn trẻ gái gì đó, rồi bao nhiêu con vật vậy đó, đem một đống về trong hoàng cung khóc la inh ỏi. Thì thì bà hoàng hậu Manika đó, thì bà thấy vậy, bà mới hỏi chị mà ồn ào vậy. Thì mấy người kia mới nói giống vậy, thì bà mới nói với ông vua, trời ơi, bệ hạ ơi, sao bệ hạ tin ba cái mấy người tà lao thiên địa này, mấy thằng bà trợn này, còn Đức Thế Tôn sao không lợi hỏi? Thì ông ta mới lợi hỏi Đức Phật, thì Đức Phật nói đó là bà con dòng họ của ông, cho nhiều tiền kiếp trước đó, họ ăn những cái đồ mà trước khi mà cúng dường cho Đức Phật và các vị A-la-hán, mà sau khi đã đọa địa ngục xuống lâu dài, nhiều nhiều đời lắm, rồi qua những Đức Phật, tới Đức Phật Gotama này thì mới được có cơ hội. Thì Đức Phật Kassapa thì nói với mấy người bà con của ông vua này nè, thì tới cái thời mà Đức Phật Gotama thì ông nên hỏi đi. Thì Đức Phật mới chỉ dạy cho ổng cách để mà cúng dường, nhưng mà ổng cũng làm cũng hai lần mới được. Mấy người bà con thân bằng nguyên thuộc của ổng mới được nhận được cái phước đó. Thì đại khái như vậy, tu thập thiện á, chúng ta làm việc thiện hay việc ác cũng do từ ba cái cửa: thân, lời và ý hết. Thì nói thì rất là gọn ghẽ ba cửa đó, nhưng chia sẻ ra chúng ta thường hay bị những cảnh vật, những sắc thinh khí bị xuất phát, những cảnh đời, những cảnh vật chúng ta hay bị lầm lẫn, thường hay bị vướng vào ba cái nghiệp này, nên nhiều đời nhiều kiếp chúng ta phải bị luân hồi nhiều giống như vậy. Thì Đức Phật đã dạy nên tu thập thiện, rồi ngoài ra tu cao hơn là thập phước hành tông, thì mấy cái đó, nhưng mà phải cố gắng liên tục, không có được phóng dật, không có được mà lình xình làng sàng mà nói như vậy. Chứ thật ra trên trường đời đó thì rất là khó tu hành theo giống như Đức Phật dạy, thành ra phải nhiều đời nhiều kiếp lắm mới được thuần thục, mới được lên tới phải từ bỏ nhiều thứ lắm, rồi phải cố gắng giữ nhiều đời nhiều kiếp lắm mới tròn đủ ít nhất là 10 cái ba la mật để vô cái vị Phật của vô sanh là A La Hán đó. Rất khó quý vị. Nội mà tôi thấy tôi giữ năm giới không đó, chứ không phải là 8 giới như là không ăn buổi chiều đó, thì nhiều khi tôi thấy tôi cũng bị chặt nguội về cái giới về lời nói á, với lại về thân á, với ý nữa. Ý đó, cái tâm mình nhảy lung tung mà nhiều khi mình thấy người ta giống vậy, cái mình do cái kinh nghiệm, cái mình nghĩ cái người này vậy, nhưng thật ra thì không phải như vậy. Mình nhiều khi mình đoán cũng sai lắm, mà nhiều khi cái tâm của con người của người ta nó cũng thay đổi, mình cũng rất là khó đoán, nên không biết đoán như thế nào. Thành ra
Tôi cứ nghĩ rằng là đối với kinh nghiệm, mình cứ nghĩ tốt đi, người ta cứ nghĩ xấu, nghĩ gì kệ người ta, rồi từ từ sẽ tính qua chuyện đó, thì cũng nó sẽ qua thôi. Mình nên giữ từ từ giống vậy, nếu mà lướt qua được cái gì thì lướt qua cái đó, còn nếu người ta gạt mình cái gì thì mình mắc cái phần đó thôi. Lần sau thì mình biết mình giữ được một chút giống vậy, thì cái từ từ học trong cái trường đời giống vậy thì cũng thấy thoải mái hơn. Nếu mà mình thấy gặp nhiều quá thì mình chỉ dùng cái nghiệp, nói mình bị người ta gạt nhiều quá, chắc nhiều đời quá khứ mình làm á, mình gạt người ta nhiều quá, bây giờ mình gánh quả báo cho nó chịu đi, rồi cười thì giống vậy thì nó cũng an ủi, nó cũng đỡ lắm. Đại khái là như vậy. Thì muốn nói nhiều hơn nhưng mà tôi sợ nói cao quá thì quý vị không có hiểu. Thì đại khái là ba cái cửa về thân lợi ý rất là quan trọng. Bởi vậy hồi nhỏ tôi không có biết học Phật pháp nhiều đâu, tôi cũng không có biết nói chuyện nhiều nữa, nhưng mà nhiều khi tôi nói thẳng, tôi nói chính sao cái việc đó, tôi cũng hay bị trong nhà la hoài hả, đồ nói vô duyên, mày sao mày nói giống vậy. Nó nói trời đất ơi, tôi nói sự thật mà mày sự thật thì mít lòng mày làm sao á, mày câm đi, mày không nói, đâu ai nói mày câm đâu, chẳng hạn như vậy. Thành ra tôi cũng nhỏ, tôi cũng hơi phân vân á, tôi không biết mình có nên nói không. Nhiều khi mình thấy cái chuyện đó là sai mà mình thấy hỏi hoài thì trả lời nói vậy cứ bị la hoài, thành ra ghét không thèm nói luôn. Nhiều khi hỏi mà chị hỏi mà không thèm nói luôn. Tôi có hai bà chị, hai cành nanh nhau á, lúc nào cũng kiếm chuyện nó gây lộn hết. Để tôi đứng giữa hai nói hai bị, thì bị ông anh ổng la, ổng nói đừng có nói nữa, nói khi bà hỏi gì không hỏi làm sao. Thì ông anh lớn ông chị thì nói vậy, nếu bà này mà biết bà kia muốn nói gì đi gặp bà kia đi, nói đi, hỏi đi cho nó xong chuyện. Thì tôi nói giống vậy, tôi cũng bị mấy bà cũng la tôi nữa. Bà này nói tôi nói dốc mà bên bà kia không dám nói. Tôi chỉ có nước cười rồi chạy mất liều thôi là xong chuyện. Mình là 36 kế, là cái kế chẩu la là an bình nhất là như vậy. Thì cũng tốt, chạy gì cười chứ khác đi chạy mất tiêu không nói nữa là xong chuyện. Mấy bà đó cứ gặp xuống chơi là cứ thầm vô câu này câu kia để dài tôi, để tôi nói ra đó. Tại tôi hay chạy qua nhà này chơi, chạy qua nhà kia chơi đó, ra tôi nghe được nhiều thứ, tôi biết được nhiều thứ. Mấy bà hay gài đó, tôi sợ lắm, khi mà nói chuyện gì cũng giữ. Khi mà bà này nhắc cái bà kia tự nhiên giật mình lên thì rồi nói thôi đừng có gạt tôi, tính hỏi hả, chị muốn biết chị Tư nói cái gì thì chị qua chị gặp đi. Cái bà kia bà chửi, bà nói tôi bên bà kia không có bên người nào hết, người nào cũng là chị hết, anh ba nói vậy chỉ tôi là phải nói giống như vậy để khỏi có chuyện gây lộn rồi đem tôi ra làm nhân chứng nữa. Thôi chạy đi, chạy mất tiêu luôn. Tôi cười cười tôi chạy mất tiêu luôn, chạy về nhà luôn. Thì nhờ như vậy tôi cũng tránh được những cái sự phiền tối trong gia đình thôi, tức là chị em trong nhà gây gỗ với nhau thôi. Còn ngoài đường thì tôi nhỏ, tôi ít bạn lắm, tôi không có chơi với ai nhiều hết. Với đám mà nhỏ nó đi tắm sông chơi với tôi thì tôi càng lớn thì tôi đi học, còn nó thì có đứa có 17, 18 tuổi, 15, 16 tuổi đi lấy chồng rồi. Tới lúc mà tôi lên lớp trung học lên có đứa nó có con rồi, tôi nhìn nó không da luôn vậy đó. Ra tôi không có bạn nhiều. Tôi cũng nói, tôi cũng chia sẻ những này cũng nhiều lắm ha. Tới còn mười mấy phút nữa thôi, để nhường máy lại cho quý vị khác lên chia sẻ. Và tôi xin chúc các sư, các cô tư nữ cùng các quý vị Phật tử được một ngày yên vui. Và xin cảm ơn, xin trả máy lại ạ.
Alo, 123 123. À, chú Trần Man muốn hỏi, muốn trả bài thì bấm vào đâu, xin quý vị chỉ cho. Alo, trong đầu tràng ai là người rành về máy móc? À, sư cô Biển ha. Chú về sư cô Biển hướng dẫn dùng cho sư Trần Man để coi như cái vấn đề sử dụng cái máy, cái loại máy gì ha. Rồi mời sư cô Biển ha. Alo, bạn đại đâu rồi? Sư cô Biển hướng dẫn dùng. Ủa, dạ, con xin sám hối, con tuyên bộ cũng lên rồi, con nói mình nãy giờ. Dạ, kính và kính bạch đạo tràng. Dạ, Sister Man cho em hỏi là xích xài điện thoại hay là máy tính? Do con máy tính là cũng vừa không có mua máy tính nên là xài điện thoại không à. Nếu mà xích xài điện thoại thì, dạ, điện thoại thì ngay cái chỗ mà nó hiện lên là, em nói bằng tiếng Việt nha, nên cái tại điện thoại em nó hiện tiếng Việt là tin nhắn á, cái ô tin nhắn á, là xích bấm vô đó là nó có cái lo nó nằm giữa cái máy ảnh với cái kiến ở ngoài á, cái là nó có cái lo là xích đo, nếu mà xích chờ á là nhắn vô nó hiện lên là ba vàng dòng á, ở dưới là dừng là trò chuyện, tham gia trò chuyện, ở trên là tham gia chờ và danh sách chờ. Thì nếu mà mình giơ tay á là người kế tiếp á, hoặc là khi mà ngài gọi á là mình giơ tay á, là mình linh biết được là mình giơ tay, là mình nhắn vô chỗ tham gia chờ. Tham gia chờ xong rồi á, kích linh biết á là xin bấm cái chỗ mà nó đề là trò chuyện á, tham gia trò chuyện, là bấm vô đó và giữ một xíu rồi gạt lên. Là khi mà nó hiện lên cái hiện qua màu đỏ là xích lên mic được. Nên là chị lên thử nha. Đó, là khi mà là bấm vô cái chỗ mà tham gia giữ để trong đó, như em đang ấy, chị bấm đó rồi chị giữ một xíu rồi chị trượt lên là nó hiện qua màu đỏ, là mình lên biết được. Khi mà xuống thì nhắn vào là nó rớt xuống. Dạ, em hướng dẫn xong rồi, chị làm thử nha. Alo, 123 123. Ở đây chúng ta học là phải hỏi, hỏi là mới nhớ, mới hiểu, mới thực hành được. Cái quan trọng trong cái room này là cái giọng nói. Thì bây giờ học mà không nói được là tức lắm. Những cái gì mà chúng ta thắc mắc mà không hỏi được, bực lắm. Rồi còn 5 phút nữa. Rồi mời Sister Man đưa tay lên. Làm thiệt chứ không có thử nha. Học là phải thực hành. Rồi đưa tay lên theo phố biển đã nói rồi, thì bây giờ đưa tay lên. Chúng tôi nhường micro và khi đó cầm mic để mà nói chuyện ha. Rồi bây giờ thử đưa tay lên như sĩ phố biển đã trình bày. Khi nào thấy bàn tay khi đó chúng tôi mới bỏ mic xuống. Rồi bàn tay đâu đưa lên.
chưa hả? Sao chưa? Trời ơi, sư phụ biển nó rồi mà sao chưa? À, rồi bây giờ đưa thử bàn tay coi. À, học với thực hành. Người ta nói học hành á, chứ không phải là học chơi. Rồi, đưa bàn tay lên. Đây cũng là một cái hình thức chúng ta học về pháp học. Rồi, nhưng mà khi nào mà lý thuyết xong rồi, khi đó chúng ta mới hành. Tức là sư cô biển đã trình bày em về chụp hình gửi qua. Trời ơi, chụp hình chỉ mất thời gian. À, ở đây là cái vấn đề mà coi như mình ăn liền đi. À, nói sao đó. Rồi, Kim Lê xin mời. Alo, alo. Alo, mới nghe nói alo alo cái rồi cái đây à, nghe sợ bà con nghe không dám nói nữa. À thôi, như vậy là cũng thành công rồi đó, có nghe được giọng nói. À rồi, bây giờ thấy hồi nãy có đạo hữu Kim Lê hả, à có đưa tay, à xin mời đạo hữu thử âm thanh ha. À, xin mời đạo hữu Kim Lê thử âm thanh. À, khi nãy chúng tôi có thấy bàn tay. Alo, đạo hữu với thử coi. À, sinh hoạt ở đây chúng tôi rất là trân trọng cái giọng nói của quý vị. Đúng sai chúng tôi đều phải học hỏi. À, đừng có ngại rằng là mình nói dở, mình đừng có tự hào mình nói hay hay và dở. Cái điều quan trọng là cái nội dung của cái vấn đề. À, à, quý vị hoan hỷ ha. Rồi, bây giờ xin mời đạo hữu Kim Lê. À, khi nãy thấy đạo hữu có đưa tay mà. À, hoặc là thấy Sisterman coi như cầm micro nó alo alo, cái đạo hữu cũng ngại. À, à, chúng ta cứ thử đi. Rồi, nếu mà âm thanh tốt thì sự sinh hoạt của chúng ta đối với cái room này rất là hữu ích. Chúng tôi cũng học nơi quý vị, chứ quý vị đừng có nghĩ rằng đến đây là học trò, là chúng tôi là ông thầy, chúng tôi có quyền nói và quý vị phải nghe. À, đừng có nghĩ vậy, mà nhiều khi chúng tôi còn phải học hỏi nơi ý kiến của quý vị. À, thì chính giọng nói của quý vị khích lệ cho chúng tôi rất là nhiều trong sự sinh hoạt này. À, quý vị cứ mạnh dạn ha. À, như vậy thì đạo hữu Kim Lê hôm nay cũng ngại ngại mới đưa tay thử thôi, nhưng mà hy vọng rằng những lần tới sẽ làm thiệt ha, đưa tay lên và cầm micro luôn ha. Cũng như Sister Man, à, khó khăn cũng đã vượt qua và cũng đã nghe được giọng nói, đó cũng là một sự thành công do sư phụ biển hướng dẫn. À, chúng ta học hỏi lẫn nhau. À, và
để cùng khích lệ sách tấn nhắc nhở với nhau trong sự tu tập, đó là một điều rất là quý. Buổi sinh hoạt của đạo tràng đến đây xin được chấm dứt. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời Phật dạy để áp dụng trong cuộc sống chúng ta được an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền, xin hoa lực vô biên chư toàn giác độc giác và thiên văn thính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà san cha vá chê nà sô thi vô hô tụ sá bà đà. Do lời chân thật này, kinh dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thầm Mài Dạ, Nam mô Sân Hài Dạ. Xin phép được đông đủ.